Guys, before we start, for those of you who have not subscribed to your YouTube channel yet, please go ahead and smash that subscribe button. That way we can bring you more video in the future. Appreciate ya. All right. Woohoo! Let's do it. Oh, look at that clam stir fry with ginger. Very, very healthy, guys. So stay tuned. Bopa will show you step by step on how to make this healthy, delicious food here. Woohoo! Yeah. No nary khmai today, right? Nope. Xong một ngày mau. Okay. Hello, xong đây là các bạn. Welcome to Bopa Kitchen. Chà, chụp kia tiệt hai chà. Xong chụp kia xuống chụp ngày hôm nay. Chà, thế ngày đi nè, khi mình mong mà hộp mà đó tiệt hai cứ chá nhây chà muối clam. Clam stir fry, yummy, alright. Chà, chà nhây chà muối clam á chá. Chân cơm xong là bọn em khi ông đôi tọt tờ chà. Khi ông trở biến, nhảy dầm chật rùi hái tui tui nát. Nhảy dầm chật rùi hái. Hay nâng clam, baby clam. Dương tình ở Asian market nát chá. So vô... we bought that, is it in a bag, frozen bag? Chà, hay dương vô máu liên tục ở xa. Chủ bò liên tục ở xa đó ná. Hay dương xong rõ bị ở smooth tờ. Hay nên khi ông mình tức mùi chăn chà. Mùi chăn ý, bẹc đá lấy chà. Bẹc đá lấy, bẹc đá khắc. Hai nó miên mật tế thì chúng ta ở là mô mới đã tràn đây tại vì chỉ lóng chật đáy tràn lời là tâm biết cái đạp bẹt đá đá chà hai nâng tâm cơ hóp tâm xó có lại dân nát tâm xó tâm cơ hóm chà hai thực sự yêu chà okay. Soy sauce chà hai nâng oyster sauce tập chóng nâng score sugar and black pepper hai nâng rịch nếp chống khoa màu mộc chà run out bán check mơ cứ mà sao sụp mòn chà nhưng tôi đã mà sụp biệt bài đấy làm sao sụp mòn đó chá chân nên chim prau thực sự yêu chà. Yeah, so you don't have that chicken powder we ran out, you can supplement it with soy sauce, almost the same. Okay, à lần này nên chim dọc nhảy tàu chà muốn sao thôi vì cream tí á bạn nhắm tới ngang chà nhưng mà chưa chụp dọc nhảy tàu chà sọt sọt tê nhưng ai chà sọt các bạn này chà thằng bạn chân mới chụp mũi kia tại khi mà tay thì tôi liên chụp mũi khánh sẽ nói cream tết chà chân nhìn chặt đáng tôi kích chân sách. By the way, no nari khmai today hả? Chà, bây giờ đi khmai today chà. Sống sống sexy mà đó chà. Let's do it. Alright. Woohoo. Let's do it. Chà, lấy cho bạc lên màu. Đặt chà. Olive oil. Okay. Mình tâm mình ấy tế, nhưng chà này muốn. Ginger. Chà nhảy, mình chinh chà nhảy. Nhảy, chà nhảy. Đã ôi vừa có hòm á chà, chà ôi có hòm tịch nó chà. Hà dạ đồn. Smells good. I like it. Yeah, the cream to get some. Lots of health benefit here, ginger. Yeah, ginger is very healthy for you. Chúng nhâm tao tất cả đâu tao rồi ngay nè má. The cream thì cái chân dùng phải vậy. Chà, ngày đi ăn mình là rich mai cái na. Sau một ngày na, là rich mai rồi ngay cái sáng mới na. Taking a break. All right, look at the ginger, guys. Coming along. Just through the own. funny. Whatever. You gotta have some fun, right, guys? No offense. Mà hộp nhóm nhà mà ngay thơ vơ mà ngay cha cho mà cho ai mật phẹt mượt ọc liền mà mình phơ tục chào tê thơ hai nhóm ọc ai lắm thơ tiên nhóm yes đồ cục mộc cha cho ai friend đần tha bộ pha ta chạy khóc đai cha ngay nên nhóm bàn lần bảo ông tịch hai phần năng bàn hai cha nên nhóm đồ đã chán sân á cha đồ đã chán sân hai. Okay, so just kind of golden brown like that and that's it. Chá crom sân chà crom chà crom crom chà crom
Nick lạnh đi nó sao mà nhưng mình lên khnhây mấy nưng là đặt cho sân. Okay, we got some leftover oil and we can add just a little bit more. Okay. Rồi giờ cha sân. Mình crom là đi clam. Clam, yes. My baby clam. Cha clam. Baby clam cha. Okay, ខ្ទឹម សcomplete មុនដំបូង garlic about 8 cloves of garlic ខ្ទឹមក្រហម shallot chili pepper yeah then add on the clam ហើយវាលាងស្អាតណាស់ប្រយ័ត្នមានដីណាយើងត្រូវឆ្លៀងឲ្យស្អាត yeah so make sure you guys wash that clam before you put it in there កsugar ទឹកស៊ីអ៊ីវខ្វះខាតអីដាក់ដូចឯងណាក្រែមណាអូសសោអូសសោ black pepper black pepper ត្រឹមមួយមក shot សិនណាកុំដាក់ទាំងអស់ចា one shot of water okay guys this is H2O okay មានទឹកចេញមកនេះខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ច្រើនខ្លាចវាប៉ែកប៉ែក so those chemistry major is not OH it's actually H2O one shot of H2O just water ពីខ្លាចពីចន្លងស្រាសអីក៏សោះអូខេទុកវាសិនណាទុកវាឲ្យឆ្អិនសិនចាឲ្យវារីងទឹកបន្តិចសិនចាឥឡូវនេះរីងទឹកហើយបានគោកអស់ហើយឆ្អិនហើយចា so once the water dry up that's it it's ready it's done once the water evaporated ដាក់ញ៉ៃមកginger ចាំដាក់ច្រើនក៏បានដែរខ្ញីណាក៏ខ្ញុំដាក់បន្តិចចុះដាក់ខ្ញីបន្តិចបាទណាហើយលក់ខ្ទឹមបន្តិចមកចាឥឡូវខ្ញុំឆាបានរួចហើយឆាខ្ញីរបស់នាងខ្ញុំជាមួយ baby clam yes okay រួចហើយ a little bit more green onion okay បាត់ភ្លើងដាក់ចានHello. It's done. So it's done. Yeah, so it's done. Whoa, that looks so good. Hello, bong nhám hai. Yes. Oh, lụa mới chả thay. Anyway, this is clam with ginger. Ginger has a lot of health benefit, guys. I mean, it helps with your heart, your cholesterol, weight loss. Everything. Yeah, everything else. There we go. Try it out. Chuối nhám. Nhám chả đó rồi. Wow. Chả vào đó, nhám vào đó, chả.It's so good. Mm. Spicy. And it's good. Yeah, hay som bong bong ong poun phoe nyam na chngai na na. Yes. Yeah. Bo chang ban hop chngai som follow YouTube robos ni khnyom. Hay ni ke som okun chrang ban kot comment tob khnie cha. Yes, and if you did like the video, please go and smash that like button right there. And those of you who have not subscribed to our YouTube channel, yeah, please go ahead and push the subscribe button. That way we can bring you more video in the future.We'd like to thank you for watching. Appreciate all your comments, likes, and so on too. And have any questions, please comment below. We'll be happy to answer any questions you may have. Yeah. Thank you so much, and you guys have a great weekend here coming up. Bye-bye. Lehi. Today, Leah. Sayonara. We'll see you next time, next video. Bye.